Hello các bạn, lại là Sunlab đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần survey là cái vụ của cái ứng dụng của chúng ta nhé. Thì trước hết chúng ta sẽ demo cái sản phẩm mà chúng ta đạt được sau khi các bạn xem hết cái video này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu review cái sản phẩm mà chúng ta đạt được nhé. Thì ở video này, ở phạm vi ở cái video này mình sẽ thiết kế cái phần này. Thì cái dịch vụ của website của chúng ta nhé. Thì chúng ta sẽ thiết kế phần này. Khi chúng ta hover vào nó hiện đổi màu nhé. Thì chúng ta sẽ làm phần này nhé. Thì cái này gọi là tiếng Anh ấy, gọi là service, là cái dịch vụ. Thì chúng ta phải làm như vậy, thì chúng ta sẽ không lòng vòng nữa, thì chúng ta sẽ bay vào thiết kế luôn nhá. Thì ở video trước đó, chúng ta đã thiết kế xong cái phần slider rồi các bạn. Chúng ta bấm vào trượt trượt các bạn, nó sẽ hiện hiện lên các bạn. Thì ở video trước mình đã xong cái phần sửa sành rồi, slider rồi, thì mình sẽ bắt đầu quay lại cái project của chúng ta để chúng ta có thể thiết kế cái project của chúng ta nhá. Ok, bây giờ chúng bạn các bạn quay lại cái project của chúng ta đi. Ở đây cái là cái project của chúng ta nè các bạn. Đây là cái project của chúng ta nè. Bạn đóng cái tab này chúng ta không cần, chúng ta đóng chỉ cần chừa lại cái hàng home với style thôi nhá. Thì trong home này các bạn, thì chúng ta đã làm xong phần home session start này rồi các bạn. Thì chúng bạn đóng lại nha cho nó rộn nhá. Bạn đóng lại cái này đi. Thì dưới đây là các bạn, bạn cho mình một cái comment. Comment nhá. Comment là show, bắt là start đi. Start là bắt đầu cái phần. Bạn ghi như vậy nhá. Rồi mình copy dòng này, mình Ctrl C giống gì, mình paste ở đây. Mình ghi là end and survive. Trong đây chúng ta sẽ bạn cho mình một cái hệ session nhé. Một cái session. Bạn cho ID là class đi, mình cho class là cái class này các bạn, bạn ghi là mình ghi là survive nhé. Survive. Survive. Trong cái class này các bạn, bạn cho một cái hệ H1, H1 nhé. H1 bạn ghi một cái cho một cái class có tên là hidden. Hidden title đi, hidden title. Rồi trong cái hidden title này bạn cho một cái dịch vụ, bạn ghi là bạn ghi như vậy. Rồi bạn xuống dòng nhá, trong cái hàng H1 nè, bạn cho một cái div với cả một class là post container nhá, post với container. Rồi bạn xuống dòng, bạn ghi một cái div, bạn cho một cái div có class là có tên là post post cho mình. Trong class post này các bạn, bạn cho một cái email. Cái mirror bạn link đến cái folder ảnh chúng ta các bạn, image này các bạn. Còn folder ảnh chúng ta nè, image nha. Đi vào folder image và đi vào cái hàng home icon nhá. Và đi vào cái icon one nè, bạn bấm vào đây, icon one. Và bạn xuống dòng cho mình, bạn xuống dòng đây, bạn cho một cái H3. H3 có tên là cột phiêu lưu đi. Đây là các bạn, ở web demo chúng ta nè, cột phiêu lưu nhá. Rồi bạn xuống dòng cho mình, bạn copy cho mình nhá. Nhất nè. Bắt này đi. Cách cho nó gọn nè, nhất là các bạn như vậy này, bạn copy cái hàng class, cái phạm vi trong class post nha. Thì chúng ta copy Ctrl C nó, thì chúng ta cần bắt ra thêm 5 hàng nữa, 1 2 3 4 5, thì chúng ta cần bắt bắt ra 5 hàng post nữa, class post nữa, như là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, tại vì chúng ta là 1 nè, 2 nè, 3 4, 5, 6, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok nhé. Thì cái lát cái hàng post thứ hai các bạn, bạn đổi cho mình cái icon, bạn đổi là 2 cho mình. Rồi cái hàng này á, thì cục luôn chúng ta đổi thành hướng dẫn viên du lịch đi. Rồi cái hàng này icon thứ ba bạn cho là icon 3 nhé. Còn bạn đổi là mình là leo núi đi. Leo núi. Rồi dưới đây bạn cho là cái icon 4, bạn đổi cho mình là lửa trại nhé. Rồi cái hàng dưới đây cho là icon 5 như mình. Rồi bạn ghi là ngoài đường. Rồi cuối cùng bạn ghi là cái đổi thành icon 6 cho mình. Rồi bạn đổi là cái dưới đây chữ này bạn, bạn sửa cho mình là cắm trại cho mình nhé. Ok, sau mà khi mình đã khai báo thằng HTML cho cái máy này rồi các bạn, thì trước hết á, mình sẽ làm như thế nào. Thì các bạn bấm Ctrl S cho mình, Ctrl S nhé. Bạn lưu cái file rồi cho chúng ta nè. Thì chúng ta qua cái hàng web của chúng ta nhé. Thì mà trước hết chúng ta chạy cái này ấy, các bạn, bạn nhớ mở sao cho mình nhé. Mở sao á, mình chạy trên local, các bạn cần phải mở SAM này, cái project chúng ta mới chạy được local nhé. Nhất là các bạn mở Aperture nè và MySQL, bạn bấm cái hàng đầu đó, nó start start hết, bạn mở là start start hết à, bạn nó hiện cái xanh xanh thì chúng ta chạy được nha. Và sau đó khi bạn bấm vào cái hàng, bạn bấm vào chữ admin á, thì nó sẽ hiện lên cái hàng này, nó hiện lên cái trang localhost này các bạn. Thì bạn bấm vào cái project chúng ta nhé, thì nó chỉ vậy thôi, thì nó hiện như trang project chúng ta nè. Thì chúng ta đã bấm Ctrl S mình lưu project chúng ta rồi nhá. Thì chúng ta quay lại cái project chúng ta nè, cái project nè, project chúng ta nè, thì bạn bấm reload nha, bấm reload, bấm sao bạn kéo xuống dưới đây cho mình.
và kéo xuống. Thì ở đây mình chỉ khai báo HTML đó các bạn, thì nó chỉ khai báo như vậy thôi, chút xíu mình sẽ CSS nó sau nha. Thì ảnh đó là icon của mình là icon màu trắng lên background đó. Thì cái này là background của sẵn rồi thì nó màu trắng luôn nên đó, ảnh chúng ta không thấy được nha. Thì chút xíu mình sẽ CSS nó sau. Thì ok, thì quay lại cái file rồi cho chúng ta nè. Các bạn qua cái file style state cho mình. Trong file style state các bạn, bạn thực hiện CSS cho mình cái nha. Thứ nhất mình khai báo một cái survey. Bạn bạn comment nha, bạn comment cái đi. Bạn xuống đây bạn comment một cái, bạn copy cái dòng này các bạn, Ctrl C nó, bạn xuống dòng đây Ctrl C. Thì hiện đây bạn paste nha, để chúng ta comment để chúng biết chúng ta đang làm phần nào nha. Nhất là cái star nè. Bạn ghi là CSS cho phần xóa bỏ bớt một ít đi. Survive. Ok, bạn copy dòng này luôn, Ctrl C nó, rồi bạn xuống dòng. Bạn paste xuống đây. Bạn ghi là and cho phần survive nhé. Đây cái dịch vụ của chúng ta các bạn. Nhất là trong cái phần trong comment này các bạn. Anh thực hiện như mình một cái khai báo một cái bắt đầu mình khai báo có set cho cái phần survive này các bạn. Thì bắt đầu set cho cái class đó, nhất là survive. Rồi mình đi vào cái phần post container này các bạn, class post container nhá. Thì chúng ta sẽ set cho nó post survive, rồi chúng ta đi vào class là post container. Rồi trong đây bạn thực hiện set cho mình là nhất á, mình cho nó display. Mình sẽ khai làm theo kiểu read nha bạn, theo kiểu lưới các bạn. Read thì khai báo read, rồi xong tiếp tục bạn cho read template column nhá. Thì chúng ta cho nó là repeat, trong đây chúng ta cho nó là auto fit nha, auto fit. Rồi bạn cho nó là min max thì chúng ta cho nó là min max các bạn, 16 RAM. Rồi bạn cho nó là một fr nhá, một fr. Và bạn xuống dòng, bạn khai báo cho mình một cái wrap. Khi chúng ta wrap các bạn, trong cái wrap nhá, wrap thì chúng ta cho nó là 1.5 RAM đi. Rồi bạn xuống dòng cho mình, bạn cần cho S cho mình nhé, cần cho S. Xong bạn cũng reload bên đây. Thì nó chúng ta sẽ ra hình dung cái như vậy này các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu CSS cho cái hình ảnh nha. Rồi tiếp tục như các bạn, bạn thực hiện thao tác cho mình là bạn đi vào cái bạn copy dòng này trên đây mình, cần cho C nó, bạn xuống dòng, bạn bắt tới đây, bạn ghi là post, bạn bắt tới đây, bạn ghi là padding nhá. Padding trên dưới là bạn cho bao RAM, trái phải bạn cho 2 RAM. Rồi xuống dòng bạn ghi test align, chúng ta cho cái chữ của chúng ta, chủ ta là test align, chúng ta cho nó center cho mình. Rồi xuống dòng bạn ghi background á, cái background thì cho background ghi là var. Rồi main color. Rồi bạn xuống dòng bạn ghi là console, khi chúng ta di chuột vào hiện nó hiện cái hình ảnh con cái bàn tay các bạn như vậy nè các bạn. Thì chúng ta di chuột vào thấy không, chúng ta cần cho s bên đây, cần cho s bên rồi chat chúng ta, rồi chúng ta bấm reload bên đây, rồi chúng ta sẽ hiện cái phần này nhá. Ok, thì chúng ta bắt đầu CS cho cái phần hover vào như cái phần này các bạn. Khi chúng ta hover hiện hiện màu đen nha, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Các bạn copy họ trên đây cho mình này, Ctrl C nó và xuống dòng đây bạn paste cho đây mình. Bạn hover vào cái hộp cái post này, cái hộp này gọi là post. Rồi chúng ta sẽ hover chúng ta cái background á, thì các bạn cho nó background và mình ghi là main black nhá. Thì chúng ta sẽ hover vào reload nè. Hover màu đen không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xé cho cái phần ảnh nha các bạn, ảnh á, thì chúng ta chỉnh cái ảnh xíu, ảnh này chưa được lắm. Thì bạn bấm vào cái box container này các bạn, bạn đi vào đây, bạn copy xuống đây nha, và bạn thực hiện thao tác là mình ghi vào cái hàng box, đi vào cái hàng ảnh mirror. Trong ảnh mirror này bạn cho nó height và chiều cao các bạn cho nó là 7 RAM như mình, 7 RAM và xuống dòng nha các bạn cho 7 RAM. Và tiếp tục bạn cho nó là cái mình sẽ hiện cho cái thằng H3 là cái cục, cái tên là cục phiêu lưu các bạn, mấy chữ này mình sẽ hiện thế nào. Nhất các bạn cho là survive, bạn copy trên đây cho nhanh nè, bạn copy trên first byte container nè, bạn copy dòng này mình, rồi bạn bắt cho đây, bắt cho đây nhá. Và bạn thực hiện thao tác cho mình là post đi vào cái hẻm post nè, đi vào cái glass post nè và đi vào hẻm H3. Thì mình sẽ hiện cho như nào, nhất mình cho color, cái color các bạn, color bạn cho nó là cái màu white, là va white nhá. Và xuống dòng mình ghi là font size, kích cỡ chữ á, chúng ta cho nó là 1,7 RAM đi. Và xuống dòng bạn cho nó padding top nha các bạn, bạn cho nó là 1 RAM. Bạn cấm Ctrl S nha, và bạn bấm vào đây, bạn bấm reload cái file cái rule term chúng ta rồi trên đây, bấm reload nha. Thì nó sẽ thực hiện thao tác như vậy là các bạn. Thì mình sẽ review lại cái phần mà chúng ta đã làm hồi nãy giờ nhé. Nhất chúng ta đã tạo cái phần header trên đây rồi nè các bạn.
và chúng ta đã tạo cái hàng boss trong đây và cái có dịch vụ của chúng ta phần này nhá. Thì bây giờ mình hover thì nó đổi màu nè các bạn. Thì mình đã làm xong cái phần này, cái gói dịch vụ này rồi các bạn. Thì ở video sau các bạn mình sẽ thực hiện thao tác là tạo phần about là cái phần block nha các bạn, thực hiện block ngày hôm nay nha các bạn. Ở video sau mình sẽ thực hiện phần này. Thì video cũng khá là dài rồi, hẹn các bạn ở video sau.